Thì chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm đối với gia đình mỗi người dân Việt Nam được coi là Tết đoàn viên, là Tết Trung thu được nhiều người mong chờ, đặc biệt là trẻ em. Quý vị có biết chương trình Tết Trung thu cho thiếu nhi gồm những gì? Các bài hát, phá cỗ, trông trăng, bánh, mâm cơm Trung thu như thế nào? Quà biếu Trung thu là gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Sự tích nguồn gốc Tết Trung thu. Tết Trung thu từ lâu đã trở thành ngày Tết của trẻ em, Tết thiếu nhi hay còn được gọi là Tết trông trăng hay Tết hoa đăng. Cho tới ngày nay thì dân gian vẫn lưu truyền rất nhiều sự tích về Tết Trung thu. Dưới đây là ba sự tích quen thuộc nhất. Thứ nhất là sự tích chú cuội chị Hằng. Nhân gian tương truyền rằng Hằng Nga là vị thần luôn ao ước một lần xuống trần gian dạo chơi. Vào năm đó thì Ngọc Hoàng mở cuộc thi làm bánh, Hằng Nga có dịp xuống trần để tìm hiểu cách làm và gặp cuội. Cuội ta chẳng có gì ngoài việc làm ra một loại bánh nướng với tất cả các nguyên liệu như là trứng, lạp xưởng, thịt, hạt dưa, hạt sen. May mắn thay, loại bánh đó cực ngon và đã đạt giải nhất. Trong lúc Hằng Nga bay về trời thì cuội đã bám vào cốc đa rồi bay lên cung trăng. Vì thế, mỗi khi nhìn lên mặt trăng chúng ta đều thấy một vết đen và những đứa trẻ tin rằng đó là chú cuội. Thứ hai là sự tích về hậu nghệ Hằng Nga. Theo truyền thuyết, hai vợ chồng hậu nghệ và Hằng Nga là những vị thần sống bất tử. Một ngày kia, 10 con trai của Ngọc Hoàng biến thành 10 mặt trời, làm cho mặt đất nóng bỏng, gây ra biết bao đau khổ cho nhân gian. Thấy thế, Ngọc Hoàng bèn sai hậu nghệ đến giúp. Chàng đã bắn hạ 9 mặt trời và chỉ để lại một người con của Ngọc Hoàng làm mặt trời sưởi ấm cho nhân gian. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận khi chứng kiến cảnh nghệ vì cứu mặt đất mà sinh linh đã giết 9 con trai của mình. Như một sự trừng phạt, vợ chồng Nga Nghệ bị đẩy xuống trần gian làm người phàm. Không thể chịu được khi thấy vợ mình đau khổ vì mất đi khả năng bất tử và ngày càng trở nên già nua xấu xí, hậu nghệ quyết định đi tìm thuốc trường sinh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì chàng cũng gặp được Tây Vương Mẫu. Cảm động trước tấm lòng của chàng Nghệ, Tây Vương Mẫu đồng ý cho Nghệ một viên linh đơn và dặn rằng mỗi người chỉ nên uống nửa viên để có được sự sống trường tồn. Trong một lần Nghệ đi vắng thì Hằng Nga thấy chiếc hộp linh đơn sáng lấp lánh ở góc nhà nên tò mò mở ra xem. Bất thình lình, Nghệ về vì sợ chàng thấy mình lục lọi nên Hằng Nga nuốt luôn viên linh đơn vào bụng mà không biết mỗi người chỉ được uống nửa viên. Do tác dụng của thuốc quá mạnh, Hằng Nga đã bay về mặt trăng mà không thể cứu vãn được. Kể từ đó, cả hai người phải sống trong tình cảnh chia lìa, ngăn cách. Theo tương truyền thì trên cung trăng, Hằng Nga làm bạn với Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc ngày đêm cố gắng làm ra một loại thuốc để nàng còn quay về nhân gian, nhưng tất cả đều vô dụng. Từ đó Hằng Nga và Thỏ Ngọc đều sống trên cung trăng và không về trần gian nữa. Tuy nhiên thì nhiều đứa trẻ vẫn tin rằng vào ngày rằm tháng 8 chị Hằng sẽ xuống trần gian, dạo chơi và phát quà cho các bé thiếu nhi. Thứ ba là sự tích vua Đường Minh Hoàng. Theo truyền thuyết, vua Đường Minh Hoàng trong một lần dạo chơi ở vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng 8 đã gặp một vị đạo sĩ và được y làm phép đưa vua lên cung trăng. Vì quá say mê cảnh sắc tuyệt trần, nhà vua quên cả việc trở về trần gian khi trời đã gần sáng. Đạo sĩ phải nhắc nhà vua mới ra về trong sự tiếc nuối. Về sau, nhà vua ra lệnh cho dân chúng ở nhân gian tổ chức rước đèn ăn tiệc vào rằm tháng 8 và đây đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa ngày nay. Ý nghĩa của Tết Trung thu. Tết Trung thu mới đầu là Tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh và uống trà, ngắm trăng rằm vào giữa tiết thu. Dần dần Tết Trung thu trở thành Tết trẻ em, nhưng người lớn cũng dự phần trong đó. Theo phong tục của người Việt thì bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn. Mâm cỗ Tết Trung thu gồm có bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi và các loại hoa quả. Đây là ngày gia đình đoàn viên thể hiện sự yêu thương, biết ơn ông bà cha mẹ, gắn kết tình thân, tình bằng hữu. Ngoài ra thì ý nghĩa Tết Trung thu còn là dịp để người dân ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay là lục thì năm đó sẽ có thiên tai và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Tết Trung thu diễn ra vào ngày nào?
Đúng như tên gọi thì Tết Trung Thu rằm tháng 8 sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 theo âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 hàng năm. Vào ngày này thì trăng sẽ rất là tròn, sáng nhất. Bên cạnh đó, thời tiết lúc này đã sang thu, mát mẻ hơn, người dân cũng thu hoạch xong vụ mùa. Có nhiều thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi và bắt đầu tổ chức những lễ hội mà trong đó tiêu biểu là lễ hội trăng rằm. Tết Trung Thu có ở những nước nào? Không chỉ riêng Việt Nam, Tết Trung Thu còn là lễ hội truyền thống ở nhiều nước châu Á khác nhau như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore. Đặc biệt với Hàn Quốc, đây là một trong những ngày lễ cổ truyền lớn nhất ở quốc gia này. Ngày này cũng là ngày nghỉ lễ ở Đài Loan hay là Triều Tiên. Tết Trung Thu của người Việt. Các phong tục cổ truyền trong Tết Trung Thu của người Việt Nam thì quà biếu là gì? Quà biếu rằm tháng 8 chắc chắn sẽ không thể thiếu bánh trung thu, thường là bánh nướng và bánh dẻo với nhiều loại nhân khác nhau, nhân thập cẩm, trứng muối, đậu xanh hay là khoai môn. Đây là dịp con cháu sẽ biếu quà ông bà, cha mẹ để tỏ lòng hiếu kính. Hoặc là các cơ quan, doanh nghiệp tặng quà cho khách hàng, cấp dưới tặng quà cấp trên, các bậc phụ huynh tặng quà cho thầy cô giáo. Trông trăng Tết Trung Thu. Các gia đình sẽ làm mâm cỗ trung thu với đầy đủ các loại bánh, hoa quả, quây quần bên nhau, cùng nhau ngắm trăng tâm tình. Khoảnh khắc thiêng liêng vui vẻ sẽ đem lại cảm giác ấm cúng đoàn viên mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Phá cỗ đêm rằm trung thu. Khi ánh trăng lên với tới đỉnh đầu thì chính là lúc mà mọi người cùng nhau phá cỗ thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Mâm cỗ trung thu là để cúng trăng và tế trời đất, cùng cầu mong một cuộc sống tốt lành, mùa màng bội thu và sự đoàn viên trong gia đình. Cắt bánh trung thu. Bánh được làm từ bột mì nhân hạt sen và bột đường, biểu tượng cho sự đoàn tụ và hòa thuận của gia đình. Thường thì bánh trung thu sẽ được cắt bằng với đúng số thành viên trong gia đình. Miếng bánh càng đều thì gia đình càng hạnh phúc hòa thuận. Múa lân. Người Trung Quốc múa lân vào dịp Tết Nguyên đán, còn người Việt Nam thì lại múa lân vào dịp Tết Trung Thu, thường được tổ chức vào đêm 14 và đêm ngày 15. Con lân tượng trưng cho điểm lành, vì vậy múa lân đêm rằm Trung Thu là ước mong cho những điểm lành đến với mọi nhà. Chương trình Trung Thu cho thiếu nhi, các bé thiếu nhi rất mong đợi được đón Tết Trung Thu vì thường được người lớn tặng đồ chơi như là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước, tò he, được ăn bánh kẹo, bánh Trung Thu. Các bé cũng sẽ được người lớn tổ chức các hoạt động như là múa, hát, phá cỗ, các bài hát Tết Trung Thu như là chiếc đèn ông sao, thằng cuội, ông trăng xuống chơi, đêm Trung Thu, vầng trăng cổ tích, em đi rước đèn. Một số hoạt động kích thích sự tò mò sáng tạo của bé như là tập làm đèn lồng, tập làm bánh, các trò chơi dân gian, truy tìm báu vật, đi cầu phao, bịt mắt bắt dê. Trung Thu hay còn gọi là Tết Đoàn Viên, đây chính là thời điểm lý tưởng để gia đình quây quần sum họp bên nhau. Bên cạnh đó thì Tết Trung Thu còn là ngày lễ mà trẻ em được nghỉ lễ để tham gia vào các lễ hội, do đó các em thiếu nhi rất mong chờ đến ngày này. Để Tết Trung Thu thêm hoàn hảo và ý nghĩa hơn thì không thể thiếu được mâm cỗ Trung Thu truyền thống. Mâm cỗ ngày được bày biện và trang trí với nhiều thứ khác nhau để giúp mâm cỗ trở nên đầy đặn, rực rỡ hơn. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu mâm cỗ Trung Thu gồm những gì để chuẩn bị mâm cỗ một cách chu đáo, tận tâm nhất. Chuẩn bị mâm cỗ Trung Thu truyền thống. Mâm cỗ Trung Thu truyền thống gồm có: thứ nhất là bánh Trung Thu. Một trong những thứ luôn có mặt ở trong mâm cỗ Trung Thu truyền thống đó là bánh dẻo và bánh nướng. Trước khi bánh Trung Thu có hình vuông to, họa tiết, hoa văn đơn giản và có nhân thập cẩm truyền thống. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu bánh Trung Thu và để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, các loại bánh Trung Thu được các thương hiệu tạo ra cũng trở nên phong phú và đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, hoa văn và nhân bánh. Do đó, bạn dễ dàng tìm thấy loại bánh Trung Thu với hình dáng loại nhân, màu sắc mà bạn thích để mua về ăn và làm quà. Đặc biệt, bánh Trung Thu hiện nay đã biến tấu hơn so với ngày trước như là bánh Trung Thu rau câu, bánh dẻo tuyết, giúp mâm cỗ Trung Thu trở nên phong phú, nhiều màu sắc và độc đáo hơn.
Thứ hai là các loại đèn truyền thống. Đèn truyền thống cũng là thứ cần thiết góp phần làm cho mâm cỗ trung thu truyền thống trở nên hoàn hảo bắt mắt hơn. Bạn có thể mua chiếc đèn kéo quân, đèn cù, đèn con thỏ, đèn ông sao để đặt vào mâm cỗ trung thu. Chiếc đèn đặt trong mâm cỗ ngày Tết Trung Thu sẽ phát sáng lung linh ở trong đêm trăng tròn, làm cho không gian xung quanh thêm phần gần gũi, ấm áp và giúp bé cũng như là mọi người cảm thấy thích thú, có ngày Tết Trung Thu ý nghĩa. Sau khi phá cỗ, bé có thể lấy đèn đi chơi với bạn bè. Thứ ba là mâm ngũ quả. Ngoài đèn truyền thống bánh trung thu thì mâm ngũ quả cũng là thứ cần có ở trong mâm cỗ trung thu truyền thống. Ngày trước thì mâm ngũ quả ngày Tết Trung Thu thường có dưa hấu, hồng đỏ, hồng ngâm, đu đủ, bưởi, táo và có chú cún làm bằng quả bưởi. Nhưng với tay nghề khéo léo, óc sáng tạo thì con người đã tạo ra nhiều hình dáng con vật như là nhím lê nho, cá thanh long, chuột, cua cam, cua táo làm cho mâm cỗ trung thu thêm phần tươi mới, bắt mắt và ấn tượng hơn. Tuy nhiên khi bạn mua hoa quả, bạn nên chọn lựa các loại hoa quả thật kỹ, nhớ chọn những quả có màu sắc tươi và đa dạng, cũng như là chọn quả mang ý nghĩa tốt đẹp. Lúc nào ở trong mâm ngũ quả cũng phải có quả chín và quả xanh, bởi màu xanh biểu tượng cho tính âm và màu chín thì tượng trưng cho tính dương. Hướng dẫn các bày mâm ngũ quả vào tháng 8. Cách bày mâm cỗ trung thu đầy đủ ý nghĩa tùy theo vùng miền mà có các loại quả như là bánh trung thu, bưởi xanh, na dai, hồng đỏ bóng, hồng ngâm, lựu, ổi, cam, mía tím, chuối tiêu, dưa hấu, quả thị thông vàng. Trong đó, quả bưởi là thứ không thể thiếu được ở bất cứ đâu. Ý nghĩa của các loại quả cũng rất thú vị. Quả hồng đỏ mang niềm hy vọng, quả na mang ước nguyện lộc nở, sinh sôi. Quả bưởi thì tượng trưng cho điều tốt lành, quả lựu mang tính ngọt ngào may mắn, dưa hấu, dưa vàng thì mong bình an. Ngoài việc dùng trang trí mâm ngũ quả mang tính truyền thống thì bạn cũng có thể trang trí thêm những con vật bằng rau củ quả để mâm ngũ quả nhà mình thêm phần sinh động. Mâm cỗ trung thu thông thường có trọng tâm là con chó được làm bằng tép bưởi, được gắn hai hạt đậu đen làm mắt. Xung quanh có bày thêm hoa quả và những loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hoặc là loại bánh chay có hình lợn mẹ với đàn lợn con béo múp mít hoặc là hình cá chép là những hình phổ biến. Hạt bưởi thường được bóc vỏ và đem xiên vào những dây thép phơi khô từ 2 đến 3 tuần trước. Khi đến hôm rằm và đến đêm trung thu, những sợi dây bằng hạt bưởi sẽ được đem ra đốt sáng. Những loại quả thức ăn đặc trưng của dịp này là chuối và cốm, quả thị, hồng đỏ và hồng ngâm màu xanh, vài quả na dai và bưởi là thứ không thể thiếu được. Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu chính là giây phút phá cỗ, mọi người sẽ cùng thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Phong tục trông trăng cũng liên quan đến sự tích chú quậy trên cung trăng. Do một hôm quậy đi vắng, cây đa quý bị bật gốc bay lên trời, chú quậy bèn bám vào rễ cây níu lại nhưng không được và đã bị bay lên cung trăng với cả cây của mình. Nhìn lên mặt trăng thì có thể thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ và người ngồi dưới gốc cây. Trẻ em tin rằng đó là hình chú quậy ngồi gốc cây đa. Để bé trải qua các mùa Tết Trung Thu vui vẻ, ý nghĩa và có một tuổi thơ ấn tượng, ngoài việc cho bé đi chơi, phá cỗ, rước đèn lồng, bạn có thể cho bé cùng với mình bày biện mâm cỗ Trung Thu truyền thống. Trên đây là những kiến thức mà Phong Thủy may mắn tổng hợp được vì ngày rằm tháng 8 Tết Trung Thu. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy may mắn chia sẻ sẽ đem lại hữu ích cho bạn. Và các bạn cũng đừng quên bấm theo dõi kênh của chúng tôi, để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy may mắn biết quý vị đang còn băn khoăn, chăn trở gì. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại quý cô chú, quý anh chị trong các video sau.